Đi Long lấy tay ra, tay đâu? Đi rồi. Gì? Chào gì? Dạ có nhà đi hái bầu. Tôi có nhà đi hái bầu. À con đi hái bầu, bầu ở đâu? Bầu của thằng kia kìa. Đâu, bầu ở chỗ nào đâu, dắt ông bà cô chú đi coi ra hái bầu coi. Bầu nằm đâu? Mới một cà nằm quá là ghê kìa. Bầu nằm đâu qua đây? Cái bầu nằm đâu? Nó chuột cái như trà. Cái bầu nằm đó. Chị ơi, Ngọc Kiều, xin chào cả nhà nghe. Em chào các ông bà cô chú và các bạn trên kênh của Ngọc Kiều ơi. Nhìn cái bầu đó. Đây có cái trái bầu to nè. Cái dây bầu em không gài nó được có mấy trái ở cả nhà, bữa hổm ăn hết trái rồi nhưng mà em không có quay. Đây nè. Đem gỗ ra cha. Ê. Rồi, nó quậy không à. Đó. Được trái bầu dài này nè cả nhà. Giờ bữa nay cắt vô làm món cá đu hồng kho bầu cả nhà ơi. Đó, rồi, cả nhà thấy trái bầu dài nè. Mà chồng em chồng không có tốt cả nhà. Biết sao không biết. Ngon lắm. Còn non lắm. Thôi giờ anh cầm đi còn trái bên kia nè. Trái nè. Hai trái ba trái không biết nó có đậu không ha anh ha. Cả nhà. Trong đó được trong đó thì đậu được trái rồi đó cả nhà. Vừa hỏi em ăn hết trái rồi, bữa nay trái thôi. Trái còn nữa chứ. Đó. Rồi, cầm bỏ vô gỗ kìa, cái gỗ kìa anh. Dục gỗ kìa. Mẹ, mẹ ơi. Mẹ ơi mẹ. Dạ. Mẹ mẹ ơi, con lấy con cua màu vàng nè. Con lấy con cua màu vàng làm gì? Cái con cua màu vàng vô cát nè. Thôi chắc này nắng lắm không có xúc cát. Trời trời chắc này 10 giờ trưa mà đòi đi xúc cát rồi cả nhà. Được kìa. Nó, đi. Đi vô đi vô. Vô đây mẹ ổi ăn nè. Đi vô hái cà nữa, đi vô không có xúc cát. Qua đây nè, mẹ ổi ăn nè. Rồi cả nhà ơi, nó giờ em sẽ đi qua đây em thu hoạch mấy trái cà nữa nha cả nhà. Mấy trái cà với mấy mớ bông thiên lý luôn, sẵn rồi bữa nay đi thu hoạch cho xong luôn cả nhà. Làm gì tính bẻ chổi hả? Tướng ơi, chổi đi chín rồi đó anh. Đã à? Ừ, mấy bữa nay chứ chổi đã chưa? Không đầy ăn mấy trái, sao anh cắt luôn cái lá chứ gì uổng vậy? Ra tường hả? Cắt bớt đọt không? Đây cả nhà. Mẹ mẹ cứ nằm cơm cơm là mẹ ơi. Mẹ 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 cứ nằm cơm cơm là mẹ mẹ. Con cỏ. Mẹ 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 ơi. Em mặn. Mẹ mẹ ơi cứ nằm cơm cơm là nè. Con làm con cua rồi hả? Rồi giờ đó đi phơi nắng đi, mẹ đi hái bông chút đã hái cà cái đó. Hết ổi rồi, cái ổi hết trái rồi, bữa hổm năm số trái. Hết trơn nè. Đi thì lại cắt cho em mấy trái cà luôn đi. Bữa nay chồng em cũng ngồi cũng thu hoạch cả nhà. Đó. Các cô trái cà em để giống nè cả nhà, một trái để giống còn trái kia thì cắt ăn. Bữa nay mình bỏ ấy nó xanh xanh lại nè ha nè, bỏ phân vô nó xanh là bữa hổm em đi về cả tuần lễ bỏ nó cho nó già đó. Mẹ 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 cho nằm mày thôi bẻ đi tại hổm gầy em đi về quê chồng em kêu ở trên đây cắt ăn, ổng không cắt, ổng nói của em để em cắt, cuối cùng nay em cũng dành cắt với em. Ông dành thu hoạch với em mà hổm gầy thì không chịu cắt đâu, đợi em lên anh quay, anh cho em quay á cả nhà đó. Rồi được ơi chưa già mà cắt được được mấy trái anh, năm trái gà hả? Bữa hổm anh để thì trống trái còn trống nữa, giờ đi qua hái cho em mới bông thiên lý luôn đi cho nó xong đi, hổm gầy đi về ở trên đây không ai bẻ nè, bỏ cho cái ổ vô trong đó luôn đi. Qua. Ừ. Nè cả nhà, không ăn. Em không ăn luôn á cả nhà, ý quên không có chồng ở cả nhà, mà không biết sao nó lên đường như hướng qua nè cả nhà, cưng ghê không cả nhà. Đó, cưng không? Đó, đây được đây lên nè, không tự nhiên cái đầu nó lâu nó lên nó mọc lên tự mọc á cả nhà. Đây nè, em được dây này nó là bí đao hay gì á. Đây dây. Ở bên đây dây. Nó không có em không có chồng cả nhà. Cái này thì em không có chồng không có ương gì hết trơn á, mà không biết cái đâu nó mọc lên giờ để ta dưỡng chồng luôn. Thả lên nhà thiên lý. Trời anh ngắt bằng tay đây, ngắt lấy bằng kéo luôn hả? Quá trời bông luôn đó cả nhà. Hổm em cắt hết, không cắt làm vàng là bông nhiều lắm luôn hả anh ha. Cái này em cắt hết trơn nguyên nó, bữa hổm là nó nguyên một khu này luôn nè cả nhà. Nguyên một khu này luôn. Mà nó bị sập rồi, cái đầu em sửa, em cắt dây bỏ hết. Cái đầu em làm lại cái vàng mới đó. Rồi cái khúc này em mới chừa được cái nhúm khúc này à. Sao nó bị héo héo dây này kỳ ta? Anh. Không, cái dây này là nó chết rồi nè. Đây nè còn chùm này nữa nè, để luôn đi, còn nữa để vô bên kia hết chưa, không biết làm sao nữa, còn đây nè anh, còn đây nè, hết trời luôn nè, đây nè, trốn được lá nè.
Đây qua hướng này nữa nè, bên đây còn mấy chùm nữa nè. Nè, cái chùm bên đây to nè. Ừ, đó, 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 đó. Hết chưa? Tự nhiên cái này em quắn ra đây hết trơn, rồi sao tự nhiên nó chết kỳ ta? Nè, cái nhà này bữa hổm này em quắn nó qua đây rồi mà sao kỳ vậy ta? Không tươi lắm mà. Kệ đi, thì chừng nào cái dây nào khô thì nó khô thôi chứ giờ sao vậy? Em đương dưỡng nó lại nha cả nhà. Được, xong rồi. Anh cho vịt ăn luôn không? Qua cho vịt. Ăn rồi. Sáng ăn rồi, không cho ăn nữa. Bây giờ em thấy nó hết đồ ăn rồi kìa, qua cho đi em cầm này cho. Đây, chồng em đi qua cho mấy vịt sim cả nhà, cái chuồng vịt sim của em nè. Đó. Hết nước luôn hay gì đó anh? Cho nó một miếng nước, nước còn hả? Anh cho nó ăn lúa hả? Không có cho nó ăn thức ăn nữa hả? Lớn rồi hả? Thả nó ra được rồi đó anh. Dí lại hả? Vong nó lại mới thả nó hả? Đổ vừa vừa thôi, đổ nhiều quá nó ăn, nó đổ ra ngoài hết vừa vừa thôi. Đói rồi kìa thấy chưa? Anh mới cho ăn sáng rồi giờ nó đổ trơn rồi. Không dưới mương hết rồi. Thả thì thả đi. Đổ xuống mương hết trơn rồi. Uổng ra nó bư quá. Thôi thôi đi vô, thôi em đi vô cả nhà. Đây cả nhà. Đó, thành quả hái bữa sáng được có nhiều bông thiên lý nè, tại vì em cắt cái dây nó hết rồi còn có xíu à. Đó, rồi được mấy trái cà và một trái bầu. Bầu này thì em tính lấy cái đầu con cá đưa hồng em nấu canh. Còn mấy cái cứa thì em sẽ kho cả nhà kho khô ăn. Mà chồng em thì ông đòi muốn ăn cá lóc, cá rô kho, cá đưa hồng kho bầu. Giờ thôi vậy em lấy cái này em kho bầu, còn cái món này thì để em xào ăn cả nhà. Giờ em mời tất cả các ông bà cô chú cho em nha. Đây cả nhà ơi, đây sáng mua hai cá đưa hồng nè cả nhà. Bây giờ em sẽ chuẩn bị em bóp cá cả nhà ơi. Ở đây em có bầm hành tím. Còn đây thì em cà nè cả nhà, em gọt xong rồi nè cả nhà. Còn bầu em cũng gọt, đã gọt xong em để cái bên này để hồi em làm cả nhà. Bây giờ em sẽ ướp cá trước. Chuột chào ông bà cái ca chuột. Chuột ơi, chuột quậy đó cả nhà, mãi đi mới hái đồ xong rồi vô dần chuột tắm bộ đồ nó ngồi chơi đóng cát đó cả nhà. Đi mẹ. Con á, con quậy á, mẹ đi hái cà con quậy á. Cho xíu hạt nêm. Đây mẹ chuột quét và bỏ bãi con câu rồi mẹ. Mẹ chuột quét rồi bãi hồi nào có con á thì có. Con chào ông bà con chú chưa? Chào bà chú chú. Con đang làm gì đó? Con chơi. Con chơi á? Con quậy quá. Nó đi. Con chơi cái lạnh nè. Đây thì nước màu cả nhà. Đường, bột ngọt với nước màu, hạt niêm. Em chưa ấy nước mắm cả nhà ơi. Như mẹ. Mẹ, mẹ có mất cá đâu? Mẹ con mất cá đây nè. Mẹ mua chưa? Mua nè. Mẹ mua chưa? Cái đó cà, cái đó không có mua, nãy giờ mẹ con mình đi hái đó. Bầu với cà. Rồi, em cho nước mắm vô cả nhà. Mẹ ơi, mẹ đương làm gì trời? Mẹ đương làm gì trời, đương kho cá chứ làm gì. Mẹ vô gì vậy mẹ? Rồi. Tại vì cái này em kho để nước nhiều nha cả nhà. Rồi em đổ cà vô nữa, đổ bầu vô nữa cả nhà. Đó. Giờ em để đây cho nó thấm khoảng 15 20 phút đi, giờ chỉ đầu chạy đi rước con gái. Chạy rước con gái đi học về để đầu bắt lên hả, bắt lên kho nghe cả nhà. Mẹ vô đi. Mẹ ơi cho con đi rước chị ba. Bây giờ em sẽ bắt bếp lên đây đi. Chắc đây cái gì nữa. Em kho, bên đây em kho, còn bên đây thì em xào cà nha cả nhà. Cái gì mà ca nhủ vậy? Con chuột cũng ca hà bất bề bớt vô á mà ca vậy đó cả nhà. Cà tỏi em nó đã vàng rồi cả nhà, giờ em bỏ cà vô. Cà
dài, em chỉ có phòng ở thôi cả nhà, cũng không có làm gì hết. Cho xíu nước mắm, em không mua muối rồi đây nè, cho xíu hạt nêm, xíu nước mắm, xíu bột ngọt, xíu đường, đây một chút. Đấy là xong, mà xào chín thì em tắt bếp thưởng thức. Em cho vô xíu nước chảo cà này cả nhà ơi, cho nó chín cà cả nhà. Đây cả nhà, thực phẩm của em làm từ sớm tới giờ mà chồng em về mới có ăn này cả nhà. Thôi dạ mời cả nhà ăn cơm với hai vợ chồng em nha, trời cũng đưa mưa cả nhà ơi. Đây cả nhà ơi, mời cả nhà ăn cơm bữa trưa cả nhà ơi. Bữa trưa nay nhà trời không mưa về, cả nhà tính lại tính hành nha con. Bầu có cà xào, bầu có cá. Để lấy cái giò xuống rồi đại ca. Đại ca ngồi mà giới giò lên vô chuột chặn bà cái đây con. Con đưa làm gì? Giờ mớt ra nè. Cái ớt em không có dám bầm nha cả nhà, em chỉ có để gì à, thì cay em ăn thôi chứ đâu có cho chuột ăn đâu, chuột ăn trong nồi, trong nồi toàn á cả nhà. Trời mưa mưa nhờ nay trời mưa mới về. Thôi mời tất cả các ông bà cô chú anh chị và các bạn ăn với em bữa trưa đơn giản. Ăn cà kho bầu kho cá thì ăn bầu cũng ngon hơn nữa. Ừ rồi giờ không rồi không ớt cay quá. Ừ, ớt còn cay thôi thợ. Cái cây ớt mà ngoài kia em không trồng ở cái nhà mình nó cay thiệt. Ăn cái thợ gì vậy? Hai thằng nhỏ à, mình lớn không biết con em nó mưa quá nào bả luôn không về được cái này. Cái gì vậy hả? Nó ăn kéo mà hả? Không ăn gì có máy chậm hết nhà. Chậm với bà, có phần nhỏ khóc rồi luôn. Phải ăn chậm ăn chuột, con khóc với nó gò rồi hay đâu cài đây nè. Có lò là hay đâu được. Có không? Ăn à, cái máy rồi, chấm cơm rồi, cũng dài dùm ba đũa quá. Cầu quá bà. Nó một tài lũ đi. Tới gần nó cháu. Các bạn cái cá dụng dễ ăn chuột nha không rồi. Chuột cho ăn cơm rồi thấy hả? Nó lại không? Đi chị có mua con cá không? Cá không ở nhà, về nhà có bầu với cà trong bầu làm được hai trái
Dạ, quá trời luôn, nó rụng trời. 2 giờ bầu trồng được có 2 trái, chẳng ngoài kia được 1 trái nữa, 3 trái đó. Còn 2 trái nhỏ nhỏ mới luôn. Cà chục chi bầu. Tại đất của mình trồng nó không tốt hay sao hả là mình? Tốt, mình trồng nó không đậu. Nó không đậu đó nha. Trước mình trồng bầu là quá trời trái ha. Mấy giờ trước có tâm hình dịch dịch đó thấy không? Quá là mấy trái nè. Bầu để hộp qua ra qua để trái lại nó không có trái mà cái lúc mình mua như vậy. Ừ. Mình mua trong bịch mấy đợt đó thì em mua bịch bịch xong rồi cái rồi em lấy hộp lại em để cái dạ lấy hộp lên trồng xong không trái bằng cái trong mua trong bịch. Mua trong bịch thì mua bịch 10 ngàn được 10 hộp ha. Tao cũng chỗ trồng 2-3 dây đồng. Mấy cái cà tím mình nó không thấy nó có bông nữa anh không? Em nghĩ chắc mình trồng đậu không đủ trái ăn. Đủ không ăn. Cơm đơn giản ngon, bữa em về tôi nhậu có 7 ăn cơm với tép rang tép kho, với tép đồng tâm khô khô, trời ăn ngon hết nước nấu hết cả mẹ ra rồi. Ông là ngon, ổng rồi bán mua được cái giống giờ ông đặt bữa con gái mà gái mà bằng rửa đổi con gái con tô này, ít hơn tô này tép cá đồng tâm với cái dầu rồi đó. Bữa nào mấy bữa nào cũng đổ được mới nhớ mới vậy. Ông ổng đòi tép cháu gan mà cuốn bánh tráng không mà không có thời gian làm đi đám xong rồi lên giường cửa nhập đâu có thời gian ở lại đâu đi đổ không đổ được tủ lạnh đâu mà không. Có ba cái ngà mình coi nè ba chén à anh ăn lẹ em nói rồi nó hai chén không ba chén bây giờ ra nè ngồi vậy coi chưa chờ mượn điện thoại cho điện với ai hả điện thoại cho điện kìa cho cha mượn điện cho điện hai bây giờ nè con chào các ông bà đi à, con cảm ơn các ông bà con cảm ơn các ông bà đi cô chú anh chị và các bạn và các bạn đã yêu thương con đã xem video ủng hộ con rồi cả nhà tiếp theo cũng dài hai mẹ con em ba như hai vợ chồng em cơm xong rồi cả nhà em cũng gửi lời cảm ơn cả nhà các bà cô chú ừ anh chị và các bạn đã xem video ủng hộ em nha cả nhà ai mới đến cho em thì nhớ cho em xin một like một đăng ký một chia sẻ cả nhà em xin chân thành cảm ơn cả nhà mình đến chị em bé bye bye chị ơi.